Nhưng giám đốc CDC nói không nhận đồng nào từ Việt Á và cái kết bị bắt. Cô giáo bị tố đánh 70 roi gây bầm tím mông học sinh lớp 3. Giao thừa vợ nấu cháo lươn, in trên tờ lịch ngày 29 Tết gây bão vì nội dung thô thiển. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Những giám đốc CDC nói không nhận đồng nào từ Việt Á và cái kết bị bắt. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An và Bắc Giang từng khẳng định chắc địch rằng không nhận đồng nào từ Việt Á. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Bộ Công an lại chứng minh điều ngược lại. Cuối tháng 12 năm 2021, Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Đến nay, ngoài bị can Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã khởi tố 21 bị can, trong đó có các quan chức của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Kết quả điều tra đến nay xác định ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý theo lời khai của bị can Việt, số tiền chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Trong vụ án này có hàng loạt giám đốc CDC các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương bị khởi tố bắt tạm giam. Lãnh đạo CDC bị C03 khởi tố đầu tiên là Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC tỉnh Hải Dương, sau đó là ông Nguyễn Văn Định CDC Nghệ An, ông Nguyễn Thành Danh CDC Bình Dương và mới đây nhất là ông Lâm Văn Tuấn CDC Bắc Giang. Thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến công ty Việt Á và các đơn vị liên quan. Giám đốc CDC Nghệ An và Bắc Giang từng trả lời báo chí khẳng định việc không nhận lợi ích vật chất từ Việt Á. Cụ thể ngày 20 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Văn Định nói rằng bản thân minh bạch làm đúng trình tự quy trình thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit test với công ty Việt Á. Việc Bộ Công an làm việc tại Nghệ An là thông tin dư luận hiểu nhầm. 10 ngày sau câu khẳng định trên, ông Định bị C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam. Được biết, CDC Nghệ An mua sinh phẩm vật tư của công ty Việt Á theo 4 gói thầu, trong đó hai gói thầu được đấu thầu rộng rãi, hai gói thầu chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên vào ngày 15 tháng 7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31 tháng 10 với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Tương tự, ông Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC Bắc Giang khẳng định với báo chí rằng không nhận một đồng nào từ công ty Việt Á hay công ty Phan Anh, còn quá trình đấu thầu vì thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn. Ngày 21 tháng 1, ông Tuấn bị C03 khởi tố bắt tạm giam để điều tra vì hành vi liên quan đến vụ Việt Á. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Lâm Văn Tuấn có hành vi thông đồng cấu kết với ông Phan Huy Văn, giám đốc công ty Phan Anh có trụ sở tại thành phố Bắc Giang, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit test Covid-19 do công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng. Ông Văn và bà Phan Thị Khánh Vân, chị ruột ông Văn, còn thỏa thuận nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty Việt Á chuyển bà Vân đã chi một phần tiền cho ông Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC Bắc Giang. Ngày 20 tháng 1 trả lời báo chí liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ nâng khống kit test COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị liên quan. Phó trưởng Ban nội chính Trung ương Trần Quốc Cường khẳng định, việc xử lý không có vùng cấm. Theo ông Cường, trong cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào sáng ngày 20 tháng 1, nhiều thành viên Ban chỉ đạo đã cho ý kiến về vụ Việt Á. Tôi khẳng định, vụ Việt Á dù ở cấp nào, nếu liên quan điều tra ra thì không có vùng cấm, không chỉ dừng lại ở cấp vụ mà bất cứ ai liên quan sẽ bị xử lý theo quy định, ông Cường nhấn mạnh. Trước đó, trong thông báo phát đi ngày 30 tháng 12 năm 2021, vụ án xảy ra tại công ty Việt Á được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Cô giáo bị tố đánh 70 roi gây bầm tím mông học sinh lớp 3 Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc ba học sinh lớp 3 trường Tiểu học Ngũ Đoan Hải Phòng bị tố đánh bầm tím mông vì không hoàn thành bài tập về nhà. Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh kèm thông tin về ba học sinh ở trường Tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy Hải Phòng bị cô giáo đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập về nhà. Theo tài khoản Facebook tên TD, các học sinh tại lớp 3E của trường bị giáo viên chủ nhiệm là VTH dùng thước gỗ đánh 70 roi vào mông sau khi bị đánh các em về nhà muốn ngồi phải quỳ gối nằm úp sấp không dám tắm đêm mê sảng và không dám đi học thấy trẻ có biểu hiện lạ nên gia đình kiểm tra và phát hiện sự việc kèm theo bài đăng là hình ảnh ba học sinh tiểu học bị thâm tím toàn bộ vùng mông các gia đình học sinh đã phản ánh sự việc lên nhà trường và cô giáo vth đã đến xin lỗi tuy nhiên sau đó cô hát phủ nhận việc đánh học sinh vết thương là do các bạn trong ban cán sự gây ra liên quan đến vụ việc trên phía trường tiểu học ngũ đoan thông tin sau khi tiếp nhận phản ánh nhà trường đã vào cuộc xác minh kết quả ban đầu cho thấy cô hát có giao cho một số học sinh làm cán sự có nhiệm vụ kiểm tra bài cũ nếu bạn nào chưa làm thì sẽ bị phạt bằng cách đánh đòn trước mắt trường cũng đã xác định có việc một số học sinh trong ban cán sự lớp đã đánh bạn bằng thước về phản ánh cô hát có tham gia đánh các học sinh trên nhà trường cho biết tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nếu có Ngoài ra cô Hát cũng đã nhận lỗi trước nhà trường về việc áp dụng biện pháp quản lý lớp chưa hợp lý nên đã xảy ra sự việc như trên. Được biết cô Hát mới ra trường và được nhận làm giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học Ngũ Đoan. Một lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Kiến Thụy cho biết đang phối hợp với các ngành làm rõ vụ việc và sẽ có thông tin sau khi có kết quả. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Giao thừa vợ nấu cháo lươn, in trên tờ lịch ngày 29 Tết gây bão vì nội dung thô thiển. Hình ảnh tờ lịch Tết in câu nói được chú thích là tục ngữ, gây bão mạng vì nội dung thô thiển, tục tiễu. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tờ lịch giao thừa nhâm dần 2022, trong đó có câu viết được chú thích rõ là tục ngữ, giao thừa vợ nấu cháo lươn, chồng ăn chồng đụ vợ trườn ra sân. Khiến cho nhiều người bất ngờ vì lần đầu tiên nghe và thắc mắc tại sao tục ngữ lại phồn thực với nhiều từ nhạy cảm đến thế. Tiến sĩ Hà Thanh Vân, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, câu lục bát đang gây bão mạng xã hội không phải là tục ngữ mà là ca dao vì làm theo thể 68 có vần. Tục ngữ thường là câu ngắn có vần nhưng không ra thể thơ, do đó yếu tố đầu tiên trên tờ lịch ghi đây là tục ngữ là không chính xác. Tiến sĩ Hà Thanh Vân cho hay, đặc tính của ca dao là có dị bản, tức là những câu ca dao tương tự như thế có thể đổi đi một vài từ nhưng vẫn giữ tinh thần ý nghĩa như ban đầu cũng theo tiến sĩ Hà Thanh Vân, trong ca dao tục ngữ Việt Nam có một số câu có tính tục một chút, đây là điều bình thường vì trong văn học dân gian, một số câu chuyện cười cũng có hàm nghĩa tục để gây cười. Ý nghĩa của câu ca dao này, tiến sĩ Hà Thanh Vân cho rằng, đây là câu ca dao diễn tả tình cảm vợ chồng bình thường, chăm sóc người chồng không phải chỉ về tinh thần mà còn có ý nghĩa đời sống quan hệ vợ chồng. Chưa biết câu ca dao trên tờ lịch có thật hay chỉ là sản phẩm của Photoshop, nhưng theo tiến sĩ Hà Thanh Vân, nếu có thật, câu ca dao được in vào ngày cuối cùng của năm, ngay thời điểm năm hết Tết đến như vậy là không phù hợp. Đồng quan điểm, giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, cho biết trước hết, hai câu trên không phải là tục ngữ như chú thích trong tờ lịch. Tục ngữ là thể loại văn học dân gian, câu nói ngắn gọn nhằm tổng kết kinh nghiệm, bài học, chiêm nghiệm của dân gian. Về mặt hình thức đây là câu ca dao, tuy nhiên ông tình nghi ngờ tính chính danh của nó. Theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, ca dao nước ta cũng có những câu mang tính phồn thực nhưng vẫn có tính chọn lọc, phản ánh kinh nghiệm, có ý nghĩa, dân gian chấp nhận mang yếu tố thẩm mỹ không bậy như câu trên. Ngoài ra không phải mọi câu trong dân gian đều được đưa vào sách, các nhà văn hóa dân gian khi sưu tầm sẽ chất lọc để xem câu đó có điển hình, phù hợp với thuần phong mỹ tục hay không. Ông nghi ngờ câu thơ được tự tạo ra chứ không phải của dân gian vì giọng điệu, hơn nữa nội dung rất tục, bậy bạ, không mang giá trị của tư duy dân gian. Ông nhấn mạnh đây là cách cư xử rất kém văn hóa, không thể chấp nhận được. Thông thường, người ta đưa vào tờ lịch thông tin cần thiết liên quan ngày đó, đồng thời điểm xuất bằng câu nói hay, ca dao tục ngữ danh ngôn thể hiện nét đẹp chung của nhân loại, của đất nước. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên những tấm lịch Tết gây tranh cãi vì in những câu nói vô nghĩa khó hiểu, thậm chí là tục tiễu. Trước đó, một số người dùng cũng chia sẻ tờ lịch của một doanh nghiệp in số lượng lớn tặng khách hàng, trong đó có trích dẫn câu được chú thích là ca dao tục ngữ. Cô ba, cô bốn lấy chồng, cô năm ở lại giật mồng tăng tăng, với nội dung vô nghĩa, khó hiểu. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.